Đây là một trong những loại sản phẩm nam châm viên rất hiếm với mình. Được mạ bọc một lớp niken sáng bóng. Đây là sản phẩm có đường kính 20 mm, độ dày 10 mm, lỗ 5 mm, lực hút rất là mạnh. Sản phẩm được ứng dụng trong sản xuất công nghiệp, thiết bị máy móc. Loại nam châm này thì ưu điểm là hút rất là mạnh, tuy nhiên thì một nhược điểm đó là dễ vỡ và không chịu được nhiệt độ cao. Anh em lưu ý trong quá trình sử dụng phù hợp với thiết bị máy móc của mình. Ngoài ra có thể sử dụng trong một vài ứng dụng cá nhân khác nhau. Đẹp.